10 năm thực hiện nghị quyết 26 về tăm nông giống như một xung lực mạnh, tạo đột phá cho nông nghiệp nước ta phát triển chưa từng có. Cụ thể, theo Ban Kinh tế Trung ương, sau 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nông nghiệp Việt Nam có tăng trưởng toàn diện, đời sống thu nhập người dân liên tục được nâng cao. 10 năm qua, nông dân Việt Nam đã làm ra khối lượng nông sản khổng lồ. Từ chỗ còn thiếu đói, thì giờ đây, nông sản Việt Nam được nói đến quá nhiều với cụm từ ế thừa, giải cứu. Cụ thể, chỉ tính trong vòng 5 năm gần đây thì hầu hết những nông sản thiết yếu như rau, khoai, quả, thịt lợn đều đã rơi vào cảnh ế thừa. Thì mấy tháng nay lại có thêm một sự lo lắng nữa đến từ nguy cơ là ế thừa cây có múi. Báo cáo với các anh là tổng từ đầu vụ đến giờ thì tôi thu mua về đây phải vài vạn quả bưởi rồi. Kể ra thì có những lúc thì cũng nghĩ là bưởi có khi là cho các cháu đá bóng, thế nhưng mà tôi nghĩ là bởi vì sợ là cái lượng người ta trồng nó quá nhiều ấy. Bà Thủy tỏ ra rất lo ngại trước việc bưởi Đoan Hùng, trái cây đặc sản đã có thương hiệu nổi tiếng của người dân Phú Thọ, đang được nhân rộng và phát triển như vũ bão ở mọi nơi, sẽ có ngày cung vượt quá cầu, bán rẻ như cho. Đống bưởi khổng lồ này là kết quả của việc nông dân đua nhau ồ ạt mở rộng diện tích trồng cây có múi của hàng nghìn hộ nông dân. Có thể nói là có định hướng, có kế hoạch. Thế nhưng mà năm nay nhà này trồng bưởi, người ta thấy nhà này được thu hoạch rồi, thì sang năm nhà kia người ta cũng trồng bưởi, chứ người ta cũng chưa chắc người ta đã nghe cái việc mà xây dựng kế hoạch kia đâu. Cùng với bưởi các loại, thì các vựa vườn trồng cam sành, cam vinh, quýt đường năm nay cũng đua nhau mở rộng diện tích. Hậu quả là giá cam năm nay đã giảm quá nhiều so với năm ngoái. Năm nay sắn còn đắt hơn cam, đấy mà chanh bây giờ còn được 10, 11 nghìn. Mà cây đúng cây cam mà ăn thì như các bác mà lên vườn mà như quả chúng tôi thì ăn thì kiểu gì cũng phải được một cân. Hay được hai quả, những cái chanh thì chắc chắn là các bác không thể ăn được nửa quả rồi. Mà lại đắt hơn thì tôi thấy là cái này rất nghịch lý về cái cây có múi và cái cây cam sành. Mà cái đầu ra mà chưa có cái nguồn đầu ra thì nó rất khó. Mà nhất là theo tôi mà nếu không có cái thương lái họ đến họ cắt tại vườn mà mình mà mang đi chợ thì không thể nào mang được hết. Rất là lo đấy, cũng bấp bênh đấy. Như hiện tại bây giờ là giá cả như cái cam Hà Bắc về, cái cam trên ngược nó tràn về, với cái cam nó tràn về là hiện tại như cái cam này là chúng tôi bị rớt giá so với cái cam ở vùng ngược. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ tính riêng trong vòng 5 năm gần đây, cả nước đã có hàng chục nghìn hectare đất lúa, đất hoa màu được nông dân chuyển sang sản xuất cây có múi, trong đó nhiều nhất là cam, quýt và bưởi các loại. Chúng ta cần phải có cái xác định rất rõ ràng và cần có những cái định hướng để phát triển. Chứ chúng ta không thể để việc phát triển theo phong trào, nó giờ hoặc là phát triển một cách gọi là rất là tưng bừng. Nơi nơi, vùng vùng, người nhà nhà trồng cam, điều đấy rất là nguy hiểm cho sản xuất. Sáng hôm qua có đưa tin về việc phát triển cây ăn quả có múi, đến giai đoạn hiện nay là có khoảng trên 90.000 hecta, và nhận định như vậy là cũng đã vượt cầu rất là xa. Như vậy thì chúng ta đã nhìn thấy được một cái cuộc giải cứu trong tương lai. m-nông-nghiep.vn Kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình. Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm. Hãy truy cập vào website m-nông-nghiep.vn hoặc nông-nghiep.tv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. m-nông-nghiep.vn Thông tin vì nhà nông, về nhà nông. Sau này nó có bị lai giống cái củ nhỏ vào nó trả khẩu là lai qua lai lại á, như là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900-6145 của kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại, thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi. Thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết, phát sóng 20 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu, và Hỏi đáp trong ngày, phát sóng 11 giờ hàng ngày, hoặc trên YouTube 3NVTC16.